bạn. Hôm nay ba mẹ con mình sẽ có một thử thách rất là vui nhộn, đó là bắt trốn ở công viên. Bây giờ ba mẹ con mình sẽ ưu bế xem ai sẽ là người bắt nha các bạn. Ô bế tèn tèn. Cái tay của Hoàng Kim dơ quá rồi các bạn ơi. Như vậy người bắt sẽ là Gia Hân. Quay qua chứ. Gia lại mừng vui quá các bạn ơi. Bây giờ mình với Hoàng Kim sẽ đi trốn nha các bạn. Bye bye mọi người, con đi nắm tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kim ơi, con qua bụi cây đó đi. Nãy mình nghe có tiếng bước chân đẩy ra bụi cây này nè. Ủa là không thấy ai hết chị ta. Chị Tân được gọi này nha. Hai nó mới đông mày hay quá vậy. Em đưa kịp đi kém nữa. Chị mẹ trốn đâu rồi đó, không trẻ em đâu. Trời ơi, đi hai giỏi quá. Trời ơi, bây giờ đi hai đi đèn mẹ đó. Đèn nó vô nha, em đỡ cái gọt này căng. Đi hai đi kiếm mừng, ở đây căng gọt, mẹ dai là mừng tùm. Thế mẹ rồi, mẹ ở đằng cái bụi bông đó đó. Thấy được mẹ chưa? Đồ ơi, sao đi mình đi hướng cha, đi đi mẹ nè. Ừ, sao đi mình tìm con bụi cây lấy cái sảy đây. Rồi. Hai giật chết. Hai giật chết bên này đi, đi hai giật. Bạn ơi mệt quá, mình đi trốn Gia Hân mệt quá các bạn ơi. Các bạn ơi, bây giờ tới mình nhắn cho hai bạn nhỏ đi trốn nha. 10, 85, 90, 95, 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
Đó là sao nào? Đúng là chốt kỹ lắm rồi đây. Hả? Mới lấy đúng đầu ra rồi. Dạ thôi, chị ba. Tùng. Các bạn ơi, đó là lý do mà Gia Hân không đi trốn đó. Trốn mới được, sẽ chạy ra ngay thôi. Bị bắt liền. Ủa, bạn gì ra nữa rồi? Tùng. Ủa, chơi gì rồi, chơi gì vậy? Hai đứa này chơi bắt trốn kiểu gì mà chưa kiếm nó chạy ra rồi các bạn. Sao tự nhiên mà không đi trốn mà chạy ra nói đây? Đi. Tại vì con muốn bắt được mẹ thôi. Trốn mà muốn bắt được người bắt các bạn ơi. Còn Hoàng Kim sao lại chạy ra? Tại con thấy Gia Hân chạy nên con chạy theo. Rồi luôn. Gặp Thánh Hùa thấy người ta chạy cũng chạy theo nữa. Các bạn ơi, các bạn có thích cái trò chơi bắt trốn này không? Ở dưới quê có bạn nào hay chơi cái trò này không? Các bạn hãy bình luận cho Gia Hân và Hoàng Kim biết với nha. Tạm biệt các bạn.